Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 12, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức phiên toàn thể diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 với chủ đề Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trong kỷ nguyên số. Phiên toàn thể diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với gần 100 điểm cầu ở trong và ngoài nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự diễn đàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Phiên toàn thể tập trung vào các báo cáo chính gồm khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với chiến lược phòng chống dịch COVID-19, tương lai kinh tế toàn cầu hậu COVID-19 và các gợi ý chính sách cho Việt Nam, đổi mới sáng tạo, chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu COVID-19. Thông qua diễn đàn sẽ có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn đồng hành cùng chính phủ trong việc xây dựng, thảo luận và ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển thích ứng tốt hơn với trạng thái bình thường mới, không lỡ nhịp xu thế phát triển của thế giới. Tại diễn đàn đã diễn ra hoạt động triển lãm thực tế ảo về các mô hình sản phẩm công nghệ 4.0, kết quả chuyển đổi số các ngành lĩnh vực của Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia dưới tác động của đại dịch COVID-19 trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề lớn, vừa cấp bách vừa lâu dài, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đặc biệt, cần có tầm nhìn, giải pháp, hành động đặc biệt, nhất là trong xu hướng phát triển kinh tế số, kết nối toàn cầu, trong khi đại dịch COVID-19 chưa có điểm kết thúc và cần chủ động linh hoạt ứng phó. Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết sâu sắc của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện chương trình tổng thể phòng chống đại dịch COVID-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch thành công mới phát triển kinh tế được và phát triển kinh tế để có nguồn lực chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Việt Nam đã chọn cách tiếp cận toàn dân trong phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục triển khai phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, đảm bảo đủ vaccine, thuốc điều trị, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt doanh nghiệp và tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược trên nền tảng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.